Bạn nghĩ thế nào về một cuộc sống thông minh? Nơi mọi thứ có thể được điều khiển chỉ với một câu nói. Đem đến trải nghiệm làm việc tuyệt vời. Học tập, tập luyện không giới hạn. Và mua sắm tiện lợi hơn bao giờ hết. Tất cả là có thể nhờ 5G tốc độ cao của Viettel. Bạn đã sẵn sàng tận hưởng cuộc sống thông minh mọi nơi mọi lúc theo cách của mình chưa?